Cuba sẽ cung cấp dịch vụ Internet công cộng bắt đầu từ tháng 6. Vào tháng 6, Cuba sẽ bắt đầu cung cấp một dịch vụ Internet công cộng. Cho đến nay, dịch vụ Internet tại Cuba chỉ được dành riêng cho một số chuyên gia, các tổ chức hay các khách hàng trong các khách sạn sang trọng. Dịch vụ mới sẽ chỉ có hướng dẫn đến các trang của chính phủ và sẽ có chi phí là 4.5 Mỹ Kim một giờ. Thu nhập trung bình của người dân Cuba ở vào khoảng 19 Mỹ Kim một tháng. Hầu hết người dân Cuba có quyền truy cập vào mạng lưới nội bộ địa phương được kiểm soát bởi chính phủ cộng sản. Dịch vụ mới sẽ sử dụng một cáp quang ngầm ở dưới biển được tài trợ bởi đồng minh Venezuela. Khoảng 118 trang của chính phủ sẽ cung cấp dịch vụ ban đầu. Dịch vụ này sẽ được cung cấp từ ngày 4 tháng 6. Thông báo chính thức của chính phủ cho biết một điều kiện để sử dụng dịch vụ Internet là phải tôn trọng các quy tắc và không ảnh hưởng đến an ninh công cộng, tính toàn vẹn và chủ quyền quốc gia. Cho đến nay, Cuba kết nối với Internet thông qua vệ tinh. Phương cách này rất là chậm do bị các hạn chế bởi lệnh cấm vận thương mại của Hoa Kỳ. Một nhân viên an ninh tên Rodriguez, 47 tuổi, mong muốn có thể liên lạc với mọi người ở những nước khác và có được nhiều thông tin hơn để biết những gì đang xảy ra ở các nước khác. Một sinh viên công nghệ, 22 tuổi, cho rằng đây là một sự phát triển tích cực. Đối với sinh viên học sinh, đây là một công cụ học tập tuyệt vời. Đối với những người khác, thì đây là một cách để giao tiếp với thế giới bên ngoài.